Bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Xin chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Đâu rồi thầy? Đâu rồi thầy? Anh cửa Chi Thanh à? Ừ. Cửa đấy. Sắp xong rồi đây. Như vậy là video của mình là kết thúc các bạn. Nếu các bạn nghe thì hãy để lại cho mình like các bạn. Thầy ơi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Long ơi, về rồi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Xin chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu các bạn.
Như vậy giờ mình đến kết thúc các bạn.